lại thêm một mùa biển lặng trong ngày hè năm 2008, cùng với những đoàn khách từ đất liền ra với hải đảo Trường Sa, mũi đất cực đông xa xôi của Tổ quốc. Giữa những nhộn nhịp của những chuyến thăm mang hơi ấm từ đất liền, biển đảo Trường Sa như bao lần khác lại đôi lần nín lặng để đón nhận những vòng hoa được thả trôi nổi xuống biển. Lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ chủ quyền hải đảo của Tổ quốc tại bãi đá Gạc Ma được đoàn công tác của quân chủng hải quân tổ chức hàng năm trên bon tàu thả neo gần đảo sinh tồn, nơi trận chiến năm xưa vẫn còn ghi đầy dấu ấn. Cùng với những vòng hoa kết hình cờ Tổ quốc, nhiều vật dụng rất bình dị đã gắn liền với đời lính thủy khi các anh còn sống, như thuốc lá sông cầu, kẹo bột, dao cạo râu cũng được thả cùng xuống biển. Vị mặn mòi của biển ngày hôm đó đã lẫn theo cùng với nước mắt của mọi người trên bon tàu trong giây phút đầy xúc động để tưởng nhớ về các anh, về những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời khi các anh xả tấm thân mình trên biển cả bao la để khẳng định chủ quyền hải đảo của Tổ quốc trước sự hung hãn táo tợn của quân thù. 20 năm trước, trận hải chiến này đã diễn ra vào sáng ngày 14 tháng 3 tại các bãi đá Gạc Ma, Cô Linh và Len Đao thuộc khu vực đảo Xuân Tồn, cách đất liền Việt Nam hơn 400 km. Trong 2 tháng đầu năm 1988, Trung Quốc bất ngờ đổ quân chiếm đóng trái phép 5 bãi đá trong khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Trong đó có những bãi đá nằm xen kẽ rất gần với những đảo do Hải quân Nhân dân Việt Nam đã kiểm soát. Nhằm ngăn chặn việc chiếm đóng trái phép tiếp diễn, quân chủng Hải quân đã gấp rút vận chuyển vật liệu khí tài để đóng giữ 6 bãi đá khác, và cho đến đầu tháng 3 năm 1988 đã bắt đầu ngăn chặn tích cực việc mở rộng phạm vi chiếm đóng của đối phương. Nhận thấy vị trí tiếp vận rất quan trọng của 3 bãi đá nằm trong cụm đảo Xuân Tồn, quân chủng Hải quân Việt Nam điều động nhanh chóng 3 tàu vận tải mang khí tài cùng vật liệu xây dựng trong nhiệm vụ mang tên CQ-88 để đóng giữ các bãi đá này, không để chúng rơi vào tay Trung Quốc. Cho đến chiều ngày 13 tháng 3 năm 1988, các tàu HQ-604, HQ-505 và HQ-605 đã lần lượt tiếp cận các bãi đá Gạc Ma, Cô Linh và Len Đao. Các chiến sĩ Hải quân cùng lực lượng công binh lập tức đổ bộ xuống các bãi đá, bố trí các tổ bảo vệ đảo, chuẩn bị vật liệu để xây công trình phòng thủ, đồng thời nhận cờ Tổ quốc để khẳng định chủ quyền Việt Nam. Ngay trong chiều ngày hôm đó, tàu chiến của Trung Quốc đã nhiều lần áp sát, gọi loa báo động khiêu khích các chiến sĩ ta vừa đóng giữ trên bãi đá Gạc Ma và Cô Linh. Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ, chỉ huy tàu HQ-604 cùng toàn thể anh em chiến sĩ trên bãi đá Gạc Ma và Cô Linh vẫn động viên nhau giữ bình tĩnh, tránh mọi sự khiêu khích từ phía kẻ thù. Trung Quốc tiếp tục huy động thêm nhiều tàu khu trục cơ động liên tục trong khu vực 3 bãi đá do Việt Nam đang đóng giữ, đồng thời thả nhiều xuồng máy chở lính có vũ trang để tăng cường khiêu khích chiến sĩ ta. Căng thẳng kéo dài từ chiều ngày 13 đến sáng ngày 14, nhưng các chiến sĩ hải quân Việt Nam trên các bãi đá vẫn kiên nhẫn, chốt giữ, nín nhịn và tránh mọi sự khiêu khích của kẻ thù. 6 giờ sáng ngày 14 tháng 3, Trung Quốc thả nhiều thuyền nhôm cùng hàng chục lính có vũ trang xông thẳng về phía bãi đá Gạc Ma để hạ cờ Việt Nam, dùng vũ lực uy hiếp hòng buộc quân ta phải rút khỏi đảo. Trong trận chiến giữ cờ trên bãi Gạc Ma, thiếu úy Trần Văn Phương đã anh dũng hy sinh khi tay không giữ vững lá cờ Tổ quốc, không để kẻ thù giật xuống. Trước khi hy sinh, anh đã hô to: "Thà hy sinh chứ không để mất đảo, phải để cho máu của mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của quân chủng hải quân." Không uy hiếp được hải quân và công binh Việt Nam rút khỏi đảo Gạc Ma, quân địch đổ bộ buộc phải rút trở lại tàu chiến của bọn chúng. Và rồi... Hà
hàng loạt đại liên từ tàu chiến Trung Quốc trong giây lát đã sát hại gần như toàn bộ các chiến sĩ và công binh Việt Nam đang đóng giữ trên đảo Gạc Ma. Khi đó là 7 giờ 30 phút, sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988. Không dừng lại ở đó, quân Trung Quốc tiếp tục bắn pháo 100mm vào tàu vận tải HQ-604 cho đến khi toàn bộ thủy thủ đoàn cùng thuyền trưởng Vũ Phi Trừ hy sinh theo tàu HQ-604 trong nhiệm vụ chốt giữ bãi đá Gạc Ma. Tiếp đến, tàu vận tải HQ-505 chốt giữ bãi Colin và HQ-605 chốt giữ bãi Landau phải quằn mình dưới làn đạn pháo dày đặc bắn ra từ tàu chiến Trung Quốc. Tàu HQ-505 kịp ủi bãi Colin và hư hỏng nặng. Tàu HQ-605 thì chìm hẳn vào sáng ngày 15 tháng 3. Rốt cuộc, Trung Quốc chiếm được bãi đá Gạc Ma trong ngày hôm đó. Việt Nam bảo vệ thành công hai bãi đá Colin và Landau và vẫn tiếp tục chốt giữ trên hai bãi đá này cho đến ngày hôm nay. Trong trận hải chiến này, 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã hy sinh. Trong đó có 61 chiến sĩ mất tích. Họ đã cùng hai tàu HQ-604, HQ-605 vĩnh viễn nằm lại dưới biển khơi. Cuộc sống tại Trường Sa hôm nay, trong từng giây phút thanh bình yên ả hiếm hoi, những người lính Trường Sa vẫn nhắc cho nhau nghe về một thời máu và hoa của thế hệ cha anh năm xưa, để tự nhủ bản thân luôn chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời đề cao cảnh giác trước những âm mưu gây hấn và phá hoại của kẻ thù. Giữa bão tố, giữa nắng gió muôn trùng sóng gỗ, đời sống của cán bộ chiến sĩ và người dân trên huyện đảo Trường Sa vẫn từng ngày được cải thiện rõ rệt. Những cố gắng, những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cán bộ chiến sĩ tại huyện đảo Trường Sa tiếp nối từ truyền thống anh dũng, bất khuất và hào hùng của các thế hệ đi trước đã và đang củng cố vững chắc chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Trường Sa, vốn đã được khẳng định vững chắc từ trong hàng ngàn năm lịch sử. Xa cách hàng trăm km với đất liền ruột thịt, những người lính hải quân Việt Nam cùng với bà con nhân dân huyện đảo Trường Sa vẫn kề vai sát cánh, đoàn kết tương trợ lẫn nhau để sống và chiến đấu cho chủ quyền bất diệt của quần đảo Trường Sa, tiền tiêu tưởng chừng xa xôi mà thực sự vô cùng gần gũi của Tổ quốc.